Từ ngày hôm nay 28 tháng 8, thành phố Đà Nẵng bố trí 30 container bán hàng thực phẩm hỗ trợ người dân. Ngay trong buổi sáng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đi kiểm tra một số điểm đặt container bán hàng trên địa bàn thành phố. Tại các điểm container bán hàng, ngã ba đường 2 tháng 9 Bình Minh 4, quận Hải Châu, số 19 đường Nguyễn Xuân Sắc, số 05 đường Nguyễn Đình Trọng, quận Liên Chiểu, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an thành phố đã trực tiếp quản lý các điểm container bán hàng phục vụ nhu cầu người dân. Với tinh thần đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ phát huy tối đa sự cơ động của các điểm container bán hàng, cập nhật kịp thời nhu cầu thực phẩm của người dân để nhanh chóng phân bổ cho các hộ dân. Công an thành phố đã rất chủ động trong việc tổ chức triển khai cái mô hình cung ứng lương thực thực phẩm theo cái tinh thần hỗ trợ về giá, hỗ trợ về cho những hộ khó khăn và đáp ứng được những cái nhu cầu cái cơ bản của người dân. Đây là thể hiện cái trách nhiệm rất cao và cũng thể hiện cái tinh thần người chiến sĩ công an cách mạng, và lãnh đạo thành phố rất là ghi nhận, biểu dương cái trách nhiệm này, và chúng tôi tin rằng là đây sẽ là một trong những cái biện pháp mà sẽ giúp cho thành phố chúng ta đẩy lùi dịch bệnh trong cái thời gian tới. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu lực lượng cảnh sát khu vực phát huy tối đa vai trò tại cơ sở, bám sát tình hình tại khu dân cư để nắm bắt nhu cầu thiết yếu của người dân, đặc biệt là các mặt hàng tươi sống, tránh để xảy ra tình trạng bị động. Việc đảm bảo cái nhu cầu về thực phẩm tươi sống cho bà con hiện nay là một trong những cái nhu cầu rất là cấp bách. Chính vậy mà cái việc công an thành phố cùng với lại các ngành đã chủ động trong cái việc tìm nguồn lương thực thực phẩm nói chung và cái nguồn thịt cá rau để đáp ứng các cái nhu cầu tối thiểu cho người dân là một trong những cái việc mà tôi đánh giá rất cao, và đây cũng thể hiện cái sự chủ động trách nhiệm của các cấp các ngành. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đã đến kiểm tra một điểm bán hàng lưu động bình ổn giá trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Bí thư Thành ủy yêu cầu địa phương phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch trong quá trình bán hàng. Tại đây, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đã động viên và hỏi thăm sức khỏe các tổ trưởng tổ dân phố đang lấy hàng để về phân phối cho các hộ dân. Bí thư Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các tổ trưởng tổ dân phố cũng như ban điều hành khu dân cư đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay cùng thành phố đảm bảo cung ứng thực phẩm cho nhân dân trong những ngày siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.